Nhà vườn Chao Chảo thông mến chào các bạn nha. Hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Chao Chảo. Thì thưa các bạn, thì bây giờ Nhà vườn Chao Chảo đang đi trong cái vườn mít của Nhà vườn Chao Chảo. Thì thực sự là mấy hôm nay thì cũng không có muốn làm video về mít nhiều nữa. Nhưng mà sẵn dịp này cũng Nhà vườn Chao Chảo làm một cái video này để động viên thêm tinh thần của Nhà vườn Chao Chảo cũng như bà con nông dân trồng mít Thái nha. Thì thưa bà con nông dân và các bạn thân mến, hiện nay thì trái mít Thái á, nó đang ở trong một cái giai đoạn gọi là khủng hoảng vì nhà Trung Quốc không có cho nhập khẩu. Trung Quốc không có cho nhập khẩu chứ không phải là thị trường Trung Quốc, người tiêu dùng Trung Quốc quay lưng lại với trái mít Thái này nha. Thực ra trái mít Thái này rất ngon. Rất ngon, chất lượng rất ngon. Người dân Trung Quốc vẫn còn tiêu thụ và vẫn còn mê trái mít Thái này. Mình nói rõ để cho bà con nông dân cũng như các bạn trồng mít Thái yên tâm. Để chi? Để cố gắng chăm sóc lại cái vườn mít mình và vung vén và bình tĩnh ngay lúc này. Tuy là biết rằng ngay lúc này bán mít không có tiền đấy. Lội nhất chỉ có 8.000, lội nhì chỉ có 6.000, lội ba chỉ có 2.000, mít chợ chỉ có 1.000 thôi. Nhưng vẫn còn người mua nhé, vẫn còn người mua chứ không phải là không còn người mua nha các bạn. Thì nếu mà cái trái cây mà vẫn còn người mua, chứng tỏ rằng cái thị trường vẫn còn tốt. Đây là mình nói thì mình đưa ra những cái nhận định như vậy. Thì nhiều người bạn nói vậy, tại ông trồng mít rồi kênh Nhà vườn Chao Chảo của ông nói về mít thì ông mới nói vậy. Nhưng mà không phải, mình phải nói để cho bà con nông dân và các bạn vững tâm và yên tâm. Chứ từ lâu rồi nông dân mình khổ lắm, trồng rồi chặt thì đến bao giờ mà khá đây. Sáng nay có xách xe dạo một vòng ở tất cả các cái quốc lộ mà mình xem coi các cái tình hình mà các cái dựa mua mít họ hoạt động như thế nào. Thì mình thấy là các dựa mua mít vẫn mua mít nha. Và các anh thương lái mình thấy vẫn có chở mít đến dựa để bán. Chứ không phải là cái thị trường mít này nó ngưng không mua nha. Cái vấn đề mà Trung Quốc đeo đuổi một cái chính sách mà Zero Covid á, đó là cái chính sách riêng của nhà nước Trung Quốc. Họ áp dụng cho tất cả các nước có cái xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc. Chứ không phải là cái chính sách đó mà họ tập trung vào chính cái đất nước Việt Nam mình. Nhưng mà tại sao chúng ta thấy là Việt Nam mình ảnh hưởng nặng và nông dân mình ảnh hưởng nhiều và các cái bạn thương lái doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều? Vì hiện giờ cũng như thanh long, cũng như mít thái, cái thị trường xuất khẩu chính hiện giờ là chỉ có Trung Quốc. Có thể nói là 90% mít Thái do nông dân Việt Nam làm ra các vùng miền đều xuất khẩu ở Trung Quốc, cũng như trái thanh long 90% cũng xuất khẩu ở Trung Quốc. Thì khi mà chúng ta lệ thuộc Trung Quốc 90%, chỉ còn 10% là chúng ta có thể là tiêu thụ ở nội địa. Thì khi mà Trung Quốc nó không cho nhập khẩu mít vào đất nước nó, thì chúng ta thấy là khủng hoảng liền. Là chúng ta thấy bị ảnh hưởng liền, phải không các bạn? Bị ảnh hưởng liền. Và chúng ta thấy tự dưng là chúng ta đang có thu nhập từ trái mít Thái này, tự dưng cái là không có thu nhập gì hết, dừng lại hết. Và chúng ta tự dưng là đang là mít có giá tự nhiên tuột xuống còn có 2.000-3.000 thôi. Nhưng cái chính sách này nó không phải là đeo đủ dài lâu đâu. Nhà vườn Chao Chảo nhận định thì chắc khoảng tầm trong quý 1 của năm 2022 này, Trung Quốc
sẽ kiểm soát được cái dịch bệnh Covid, thì chính vì Trung Quốc sẽ kiểm soát được cái dịch bệnh Covid thì Trung Quốc sẽ mở cửa thông quan lại cho cái sản phẩm mít Thái của Việt Nam vào lại thị trường Trung Quốc. Nếu ngay lúc này ai bình tĩnh, ai tự tin, ai bình tĩnh, ai cố gắng mà giữ vững cái vườn mít, thì khi mà Trung Quốc mở cửa cho thông quan lại, lúc đó đó mình nghĩ là chắc khoảng tháng đến tháng 3, tháng 4 của năm 2022 này thôi, thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ mở cửa lại cho vườn, cho mít Thái nhập khẩu lại, thì chắc chắn là giá mít Thái sẽ tăng. Lúc đó đó là cái gì mà cực đoan quá thì đến lúc nó cũng phải mở ra. Thí dụ như là nó chặn gần 4 năm tháng nay, người dân không có mít để ăn, và người dân thèm mít, người tiêu dùng của Trung Quốc thèm mít, vì chính phủ Trung Quốc không cho mít vào, chứ không phải là người tiêu dùng lắc đầu từ chối cái trái mít của Việt Nam. Thì khi mà nó mở ra cửa ra thì người tiêu dùng sẽ mua rất nhiều, và mua với số lượng lớn và ăn rất nhiều. Vì sao? Ăn cho đã cái nư, ăn cho đã thèm. Trong những tháng mà chính quyền Trung Quốc nó cấm trái mít Thái của Việt Nam vào nước Trung Quốc, thì bây giờ phải ăn cho đã thèm, ăn để đền bù những cái tháng mà đã bị cấm. Đó là cái ý kiến của nhà vườn treo chảo, mình thấy như vậy. Thì lúc đó cái thị trường nó trở lên dễ dãi, và lúc đó cái sự phân loại mít của thương lái nó cũng dễ hơn, và lúc đó ai có còn mít thì người đó chắc chắn bán được giá cao, và ai còn vườn mít Thái thì người đó chắc chắn sẽ có thu nhập. Còn ai vội vã ngay lúc này mà chặt mít Thái, đốn mít Thái, mà thực ra ngay lúc này mình thấy khủng hoảng về ùn ứ 5.000 container cửa khẩu ở Lạng Sơn, đâu phải mít Thái đâu, có khoảng 300 container của mít Thái thôi, còn bao nhiêu là thanh long nè, sầu riêng cũng có luôn, chuối sim cũng có luôn, dưa hấu cũng có luôn nha, khoai lang cũng có luôn đó, rồi có cả thủy hải sản nữa, có cả là cá ba sa nè, rồi có cả tôm nữa, có cả cua Cà Mau nữa. Thì trong 5.000 container đó, mít Thái chúng ta chỉ có chiếm khoảng vài chục phần trăm thôi. Thì như vậy thì đâu phải là người Trung Quốc từ chối cái sản phẩm mít Thái này đâu, mà do chính sách chung của chính quyền Trung Quốc họ đưa ra như vậy. Thì biết rằng gần Tết Nguyên Đán ai cũng kẹt tiền, ai cũng cần tiền hết trơn, phải không? Thì bây giờ chúng ta cố gắng năm nay, mình nghĩ chắc chắn năm nay nông dân Việt Nam sẽ ăn một cái Tết nghèo, ăn một cái Tết rất nghèo. Nhưng còn bây giờ chúng ta đã tạo ra vườn mít 3-4 năm, công sức, tiền bạc, kỹ thuật, bao nhiêu cái mồ hôi, nước mắt đổ vào trong cái vườn mít này. Còn bây giờ tự dưng không mắc bình tĩnh, chúng ta xách dao, xách cưa ra, chúng ta cưa, chúng ta đốn. Thì khi chúng ta cưa, chúng ta đốn như vậy đó, chúng ta đưa lại một cái phản, trả lại cho vườn một cái phản đất trống. Trong thời gian mà cây mít chúng ta mới vừa cưa xuống đó, và chúng ta chưa kịp trồng cái cây khác lên đó, thì lúc đó thị trường nó ăn trở lại. Lúc đó thị trường mít Thái nó ăn trở lại, giá mít Thái nó tăng trở lại. Lúc đó chúng ta trồng gì kịp. Mà mình nói cho các bạn biết nha, cây mít Thái mà đốn rồi á, mà trồng lại cái cây mít Thái khác á, nó không có phát triển. Nó không có phát triển nha. Bây giờ nè, mình thí nghiệm luôn nè. Mình chỉ cho các bạn xem, một cái cây này mình trồng 2 năm rồi nha. Mà do là cái gốc mít Thái cũ á. Đây, các bạn xem nha, coi nó phát triển như thế nào nha. 2 năm trời rồi đó. Đây là cái cây mít Thái mà mình trồng đã 2 năm rồi. Mà các bạn coi nè. Nó ở từ một cái cây mít Thái, cái gốc mít Thái cũ đây. Gốc mít Thái cũ đó. Đó nè, gốc mít Thái cũ. Cây mít Thái cũ chết. Rồi mình trồng cái cây này 2 năm trời. Mà các bạn coi nó phát triển vậy nè. Đó, các bạn xem đi. Mà bây giờ mà các bạn đốn những cái cây mít Thái này, đốn trong sự giận hờn,
đốn trong cái sự mà giận hờn, đốn trong cái sự mà vội vã hấp tấp. Rồi các, khi mà thị trường nó ăn trở lại, các bạn nhào vô các bạn trồng cây mít thái lại, tại vì thị trường lúc này lúc mà khi nó ăn trở lại thì mít thái giá cao rồi, mà các bạn trồng lại. Rồi khi các bạn trồng lại á, thì cây mít thái chắc chắn là nó phát triển như vậy nè, nó không có phát triển, nó không có phát triển. Đây nè, các bạn coi nè, hình như là cái này là do rễ mít cũ á, mình chưa có lấy ra hết và mình không có rễ voi, bởi vậy do cái rễ mít cũ á, nó tiết ra những cái chất gì hoặc là nó ăn hết cái dinh dưỡng của cái vùng này nè, bởi vậy cái cây mít thái này nè nó không có phát triển được. Thì như vậy thì các bạn đợi bao giờ mà cây này có trái đây để mà các bạn ấy. Rồi các bạn nói các bạn trồng mãng cầu, các bạn trồng thanh long, các bạn trồng sầu riêng, rồi các bạn trồng xoài, nói chung là các bạn trồng ổi. Mà các bạn biết ổi tuy là Trung Quốc không ăn, nhưng mà nội địa hiện giờ ổi nữ hoàng cũng có 1,000 ký à, có lúc 500 đồng một ký nữa đó. Thì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ nha. Rồi thưa bà con nông dân và các bạn, nhà vườn Chao Chảo tâm sự với bà con nông dân một chút vậy thôi, chứ không có nói nhiều. Thì mình mong rằng bà con nông dân sẽ vượt qua được cái cuộc khủng hoảng này. Cũng ngay chính nhà vườn Chao Chảo cũng vậy luôn. Thật sự là lúc rài không có tiền, không có tiền, không có thu nhập gì hết trơn á. Bán không có đủ để mua phân, không có đủ để mua thuốc để mà chăm sóc lại cái vườn mít. Thì video đến đây là hết. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, ủng hộ nhà vườn Chao Chảo một cái like nha, nhấn luôn cái chuông để đón xem những video kế tiếp. Nhà vườn Chao Chảo rất vui khi làm video phục vụ bà con nông dân và các bạn. Kính chúc bà con nông dân và các bạn sức khỏe bình an nha. Hẹn gặp lại những video sau. Trân trọng kính chào.